sáng mai này mình trở lại Giang Nam. Đường cát bụi mịt mờ chân diện sư, gói hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi kỷ niệm cùng mù xa. Bao xuyên ơi, đêm nay giữa cánh trường cô liêu, ta gối đầu trên đã thèm giấc mơ yêu, đắm hồn vào mộng liêu trai, để yêu em được trọn lòng. Lĩnh Sơn, Bào Xuyên ơi, tại sao em lại là người móng cổ? Hãy theo anh đi xa vùng trời đất này, để chúng ta được trọn vẹn yêu nhau. Sơn ca, anh dẫn em đềm say ngủ, khi trăng cuối thu sắp hầu tàn, và sương lạnh rơi nhiều như mình chỉ còn giây phút ở bên nhau. Ngủ đi anh, hãy ngủ một giấc ngủ thần tiên nơi miền quê. Rồi rạng sáng ngày mai thì mình sẽ chia tay vĩnh viễn, kẻ ở đầu sông còn người ở hãy gạt bỏ tình riêng, xin quận chúa hãy vì nhiệm vụ. Ta phải vì nhiệm vụ, ta phải vì quê hương đất nước. Quận chúa, hãy lui xa. Quận chúa còn chờ gì nữa? Hãy cho ta xin vài giây phút nữa. Quận chúa ơi, mạc tướng biết quận chúa đang vô cùng tuyệt vọng, và giây phút này đây là giấc mộng phi thường, là niềm an ủi lớn lao cho kẻ sắp lên đường, để kết thúc cho một mối tình tuyệt vọng của hai kẻ sắp ly tan. Thì thôi quận chúa hãy giữ cho trọn đêm tống biệt, mà sẽ chờ cho đến bình minh, và đến lúc đó sẽ không còn gì nữa để nối liền giữa nhiệm vụ với tình yêu. Dân, ta cảm ơn một ân huệ của Bạch Long Sứ. Quận chúa, niềm vui của quận chúa là niềm vui của mạc tướng.
Nhưng chúng ta còn nhiệm vụ thiêng liêng. Ta biết rồi. Quận chúa, các thiên sứ đang chờ lệnh của quận chúa. Lệnh của ta? Hãy giết tên giặc Tống, cướp lại bức mật đồ. Khoan đã, hãy chờ ta giây phút. Tuân lệnh. Tần Lệnh Sơn, Sơn ơi, chúng mình đã đến giờ vĩnh biệt. Anh hãy cho em nắm lấy bàn tay và âu yếm nhìn anh một lần sau cuối. Bà đến đây để hành thích ta chăng? Không. Bà đến đây để lấy bức mật đồ? Không. Là kẻ thù với nhau, chỉ có một con đường phải chọn. Phải. Tôi có quê hương Mông Cổ, ông có sông nước Trung Nguyên. Hai dân tộc đã chia đôi bờ chiến tuyến. Một là tôi chết vì sông núi Trung Nguyên, hai là bà chết vì quê hương Mông Cổ. Trong hai chúng ta có một mà thôi. Ông còn chờ đợi gì mà chưa chịu ra tay? Tôi chờ bà hành động trước. Các thiên sứ đâu? Khoan đã, hãy lui vào trong, chờ ta thêm vài giây phút nữa. Thưa quận chúa, đã sắp đến bình minh. Bạch Long Sư. Dạ. Hãy vào trong mang cho ta bình rượu nóng. Hãy đi đi. Xin vâng. Sơn ca, thôi hãy cố mà quên đi tất cả, vui cùng em giây phút đầy chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ, thì xin hẹn lại kiếp này. Dành đưa tiền sử.
ruột chia xa thì xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ. Chung rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu.